Tối ngày 14 tháng 9, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 mở rộng đã bế mạc. Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố từ sau ngày 15 tháng 9 là kế hoạch rất quan trọng, không chỉ đối với Thành phố Hồ Chí Minh mà còn tác động với vùng kinh tế phía Nam. Hội nghị thống nhất lộ trình thực hiện 3 giai đoạn mà Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình. Giai đoạn đầu từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 10, giai đoạn 2 từ 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022 và giai đoạn sau đó. Bí thư Thành ủy lưu ý tất cả các diễn biến đều tùy thuộc tình hình dịch bệnh thực tế. Ông mong muốn Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố sớm ban hành các chính sách đối với doanh nghiệp để phục hồi kinh tế, các chính sách về thu hút nguồn lực vào kinh tế, xã hội, nhất là hệ thống y tế. Theo ông Nên, khi tình hình đã cơ bản kiểm soát được, nguy cơ đã giảm dần thì thành phố thực hiện các chiến lược, kế hoạch để phục hồi kinh tế, từng bước mở cửa nền kinh tế là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của thành phố đối với khu vực, với cả nước mà còn là trách nhiệm trong quá trình đóng góp vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Phương châm của thành phố là không quá chậm so với yêu cầu của thực tiễn đặt ra nhưng cũng không chủ quan nôn nóng, mà phải thực hiện từng bước thận trọng, chắc chắn, không mở cửa nếu không tuyệt đối an toàn. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sắp tới, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng. Giãn cách là yếu tố quyết định ngăn chặn, kiểm soát cơ bản các nguồn lây ra cộng đồng, tiếp tục xét nghiệm trên diện rộng thần tốc theo kế hoạch đề ra. Nhiệm vụ then chốt là phải tập trung xét nghiệm theo kế hoạch đưa ra trên từng địa bàn để kịp thời phát hiện F0 trước khi lây ra cộng đồng, tiếp tục điều trị để giảm tử vong, đây là ưu tiên hàng đầu. Ông Nên cho biết Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, đây là nhiệm vụ trọng yếu. Ông đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo các quận, huyện quan tâm đặc biệt nội dung này và các pháo đài có trách nhiệm thực hiện trong thời gian sớm nhất. Các cơ quan, sở ngành tham mưu phải làm ráo riết để có nguồn cho thành phố thực hiện tốt việc này. Về vaccine, thuốc điều trị, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện nội dung này. Khi phát hiện có người bệnh thì phát thuốc ngay, hướng dẫn điều trị, tư vấn giúp đỡ để người bệnh yên tâm vượt qua, không để chuyển biến nặng,